注意啊。那个菜根头是吧？比如说点别上，把针来碰了以后。Bắn vào người nó cắn kinh lắm. Cái này ấy, phải độ của nó phải hơi acid. Bắn vào người cắn kinh lắm. Nếu mà nó là hơi acid.Cho đậm đậm tí nhỉ. Bé nó sẽ ăn hơn. Sủi to nó không vào mỏng hết. Đấy, sủi hết thầy. Kinh cắn chả. Đó. Chắc phải lấy cái tuổi bé nó vào được ngõ ngách quá nhỉ. Dạ. Cái nước thì em xả đây ra. Vâng, vâng. Sao kia bạn ra đây? Đấy, không thấy nó có nước, bạn ra xem có không. Có, khóa nhưng mà. Ừ, bắt hồi thấy được ngay mà. Khóa nhưng mà. Nhanh, chỗ nào thì có nhiều. Nhìn người biết rồi. Nhìn người biết.Chứa nước. Cái nước này. Cái tại vì là cái cổ nữa, tay là cái cổ gì, cái mình bị dị ứng với cái này chứ sao? Thấy nó bị cắn à? Đi ứng cái gì? Đi ứng cái gì? Chắc người hôm qua không tắm cái gì? Tắm chứ? Hả? Tắm cái gì? Ừ. Người là sạch sẽ. Ừ. Cái gì hôi gì cắn? Cái này là cắn kinh. Nhẹp 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 nhẹp.Quay làm cái gì? Đây là có cái chổi tre nhỏ nhỏ em nhỉ, đưa vào các cái kẽ bàn chải với một cái không vào được.
Đang quét từ chỗ nào đây? Quét từ bạn ông. Khe này em ấy hết đi nó dính cục của chàng. Đó đấy, nhà bọn em ở Lục Yên à? Xã nào? Mai Sơn. Hả? Mai Sơn. Mai Sơn. Ừ. Là gì? Sang mấy lần rồi? Tôi đi về đi đường ấy à, bỏ à? Ở đây có gần nhà ai? Đây có gần nhà ai? Ở đây á? Em biết ai ở đây, người ta ở đây có nhiều người Lục Yên rồi. À, đây đầy Lục Yên. Dạ. Nếu có chị thì lấy chồng đâu đi đi em ấy. Trước ở đây anh còn có mấy người Lục Yên làm đây này? Cả kế toán cả ấy. Này nó quay đến bao giờ đấy? 8 phút. Không đâu nhỉ? Đấy, cứ giả vờ đứng ở trong vợ ấy. Cái gì? À, chắc nó giả vờ nó cầm này, nó đứng trong vợ ấy, này, nó cứ bắt mình cầm cái này. Đúng cái gì được chứ? Này phải lấy một cái ống tre răng tre non ấy, không bảo nó trẻ nhỏ ra, xong tí đưa vào nó mới sạch được, cái cho vòi nước chảy vậy. Cái bàn chải cái chỉ đánh một giấy thôi, không cọ hết được, vào những cái khe này thì không vào được. Chổi nó mới chảy đấy. Quay anh quét đi, cắn quá. Làm gì, có thấy cái gì thì cắn quá. Cắn nó phải đỏ lên đi. Cái bảo đâu, nó cứ thế này này, rồi hết rồi này. Đó, vào được kẻ. Này, mày quay nó không? Nó cắn nhẹ nhẹ vậy. Không quay xem này. Ui, sao nó cắn thế nhỉ, mình bị dị ứng hay sao ấy. Trên này quét hết rồi. Đó, hết cái kẽ. Quét hết ông ấy rồi. Cắn chưa? Đấy, nó cắn mà. Cắn nhẹp 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 này. Mới quét được mấy phát thì nhắc chân bạch bạch rồi đây. Anh chẳng thấy gì. Cái mắt còn dài. Dài, chân tay chân nó dính, cổ nó dính gì. Quét được một lúc thôi này. Nó phải bị bắn vào cơ. Đây. Chấm cho bác thủy cái này này. Cái gì sợ. Khác cả sợ, cái này sợ cái gì. Nó cắn mà, nhẹp 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 này. Như kiểu là axit cắn ấy.
Hắn mà ông kia vua vo chân liên tục thôi. Hắn như kiểu ai chứ. Cái này nó bắn vào tay nó rát thật. Không cắn đâu mà rát thôi. Thế cắn mà cắn nhầm nhầm. Thế thì nó bắn vào mặt và da em rồi, và mặc về mặc quần dài vào rồi. Cắn nhầm nhầm nhầm. Mặt bằng sót này ông thích thật đi. Sơn này nó thích. Quả đứng thả lên xong rồi. Chéo lên cả ông. Sờ ti ông. Chết rồi. Sờ cả mọi cái. Cái kia của ông nẫn mất rồi. Này cầm này. Đi về mặc bộ quần áo dài về mới quét được. Cắn lắm. Chéo vách ngay. Bố mẹ không phải tớ. Đi về à? Mày nhìn này được chưa? Thấy nó được mà. Được nhiều tiền, được ít thì ít tiền. Hả? Mà được nhiều thì được nhiều tiền. Được nhiều tiền này nhỉ? Nhiều thì người ta trả cho mình nhiều tiền. Quay cái này hả? Vâng. Sao thế? Quay để bán cho cái bọn nó quăng lên mạng à? Hả? Vâng. Tầm bán mình quăng luôn thôi. Này, mày lấy cái dây buộc vào này. Cứ thả tay ra nào. Bực thả tay ra. Đây là chúc. Chúc thì chúc chả nhìn. Để ra đây. Chắc là được. Thế thôi, để ra xe thôi. Lấy quần áo không lấy bao tay thì bằng nhau. Cắn tay được. Mày mày đổ cái gì mà nó dính hết vào thành. Anh này phải làm giữa đổ mà nó dính nhỉ. Cái đầu vậy.
dưới này chúng ta không có xe thì mới chặn vào một cắn rồi. Thế người có xe xe cũ. Ông ngày hôm nay lạnh thế à? Dạ. Thế lạnh nhá. Mùng 2 tháng 9 có tổ chức gì không? Tất cả ý nghĩa biết rồi. Cho mấy có món gì đặc sắc không? Ngày nào thank you.
Nó có cắn không? Như kiểu là như kiểu gì? Như kiểu là sư một mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tầm như nó là thấy rồi thì theo. Tí rửa lấy bàn trà trà đã. Tí rửa để lấy bàn trà trà xem tình hình nó sao đã. Thank you.
rác nghe.